Bố ơi, đọc sách. Quyển sách bố đọc hôm nay có tựa đề Cảm lạnh. Elsa cảm thấy háo hức bao nhiêu thì lại lo lắng bấy nhiêu, vì ngày mai là sinh nhật của cô em gái Anna. Và cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm hai chị em mới có dịp gặp lại nhau. Elsa thức dậy từ sớm, trong khi Anna thì vẫn đang ngủ. Cô bắt đầu chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt. Elsa trang hoàng lại khu vực sân bên trong lâu đài và dùng phép thuật của mình để tạo ra một cặp hình tượng bằng đá dùng để trang trí cho chiếc bánh sinh nhật. Không lâu sau, Kristoff, Olaf và Sven đến để giúp đỡ. Mọi người đã cùng nhau làm một chiếc băng rôn sinh nhật rồi treo lên trên cao. Elsa cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những giọt sơn đang rơi từ chiếc băng rôn xuống cái bàn ở phía dưới. Anh có chắc là ta có thể rời đi để anh xử lý tiếp mọi việc ở đây không? Elsa hỏi Kristoff. Đừng lo, tôi có thể làm được, Kristoff đáp. Elsa rời đi để hoàn chỉnh phần trang trí cho chiếc bánh sinh nhật. Nhưng cô phát hiện ra Olaf đã lén ăn bánh sinh nhật của Anna. Olaf, em đang làm gì ở đó? Cô hỏi. Em không có ăn bánh sinh nhật, Olaf nói. Elsa cúi gần xuống Olaf. Cái bánh đó là dành cho Anna đó em, cô mỉm cười. Sau đó, chuông reo lên và Elsa vội vã đi vào lâu đài để đánh thức cô gái có sinh nhật vào ngày hôm nay. Nhớ trông chừng chiếc bánh đó giúp ta nhé, cô nói với Kristoff rồi chạy vào trong. Elsa rón rén bước vào phòng của Anna. Anna à, cô gọi. Sao ạ? Anna trả lời, miệng ngáp nhưng mắt vẫn nhắm. Hôm nay là sinh nhật của em đó, Elsa nói. Lúc đầu, Anna còn quá buồn ngủ để biết Elsa đang nói gì. Nhưng ngày sau đó, Anna ngồi bật dậy. Hả? Hôm nay là sinh nhật của mình rồi. Trong khi Anna thay bộ đầm sinh nhật, Elsa hắt xì một cách đột ngột và hai chú người tuyết hiện ra. Những người tuyết tí hon, chúng rớt xuống sàn nhà và biến mất trước khi hai chị em Anna và Elsa kịp nhận ra. Bằng một cái vẫy tay phép thuật, Elsa thêm vào chiếc áo đầm của mình những bông hoa và tô điểm thêm cho áo đầm của Anna những dải băng lấp lánh. Mặc dù cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không có gì cản được cô làm một buổi tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho Anna. Đã đến giờ Anna đi tìm quà của mình. Hãy đi theo sợi dây, Elsa nói rồi đưa sợi dây cho em gái của mình. Anna chạy xuống đại sảnh, háo hức để xem nơi nào sợi dây sẽ dẫn mình đến. Anna đi theo sợi dây xuống phía hành lang, rồi chui cả xuống phía dưới chiếc bàn. Càng lúc, Anna càng nhanh hơn. Cho đến khi sợi dây dẫn Anna đến một điểm dừng, đó là một bộ áo giáp, nơi mà Anna tìm được một chiếc vòng tay thật xinh đẹp. Tiếp theo, sợi dây dẫn Anna đến một chiếc đồng hồ cúc cua,
Nhưng thay vì một con chim cút cu, ở đó có một hình tượng Olaf bé nhỏ sẽ nói: "Mua he, mua he." Mỗi khi chiếc đồng hồ mở cửa ra. Sau đó là một chiếc sandwich thật to và một bức tranh gia đình mới tinh. Hai chị em cảm thấy rất vui, mặc dù Elsa ho nhiều hơn. Anna bắt đầu lo lắng, nhưng Elsa khẳng định rằng cô ấy vẫn khỏe. Cả hai vẫn chưa nhận ra là có những vệt tuyết tí hon xuất hiện mỗi khi Elsa ho. Trở lại khu vực sân của lâu đài, Kristoff và Sven đang bận rộn trang trí. Thì đột nhiên, có một nhóm người tuyết nhỏ xíu xuất hiện. Mọi người nhìn những người tuyết bé nhỏ trong sự kinh ngạc. Những người tuyết tí hon này nhảy lung tung ở khắp nơi và làm cho chiếc thố pha rượu bị đổ. Elsa sẽ không thích chuyện này tí nào. Olaf trái ngược với Kristoff và Sven, rất hào hứng với những người tuyết bé nhỏ này. Elsa lại hắt xì thêm một lần nữa khi Anna trượt xuống cầu thang trên xe đạp mới của Anna. Lúc này, Anna bắt đầu sợ Elsa bị cảm. "Chị không sao," Elsa nói. Elsa còn rất nhiều món quà dành cho Anna ở bên ngoài lâu đài. Hai chị em dừng ngay kiosk của Oaken khi ông ấy đang xông hơi. Oaken đưa cho Anna chiếc khăn mềm nhất của mình, rồi ngỏ ý cho Elsa về thuốc trị cảm lạnh mà ông nói là của tôi tự chế tạo. "Không cảm ơn," Elsa nói và hít một hơi thật sâu trong không khí đầy hơi nước. "Tụi con sẽ lấy nó," Anna nói. Món quà cuối cùng của Anna ở ngay đỉnh của tòa tháp chuông cao vút. "Bây giờ mình sẽ leo lên," Elsa nói. "Chỉ cần phải nghỉ," Anna nói, nhưng Elsa không đồng ý. Elsa càng lúc càng mệt hơn mỗi khi phải bước đi. Ở đỉnh của tòa tháp, một nơi rất cao, Elsa có cảm giác chóng mặt như bị sốt và cô suýt bị té. Anna giữ chặt chị gái đáng thương của mình. "Chị bị sốt rồi, người chị đang nóng dần lên rồi," cô nói và cương quyết bắt chị gái của mình phải nghỉ ngơi. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều người tuyết tí hon xuất hiện ở khu vực sân của lâu đài và gây rắc rối. Một nhóm đã làm rơi chiếc băng rôn sinh nhật và Olaf đã phải treo nó lại. "Tất cả đã sửa xong," Olaf vừa thông báo vừa đặt lên miếng cuối cùng. Một nhóm người tuyết tí hon khác tiến tới chiếc bánh kem. Kristoff nghĩ ra một cách thú vị để dừng chúng lại. Nhưng những người tuyết tí hon này khá kiên quyết phá chiếc bánh. Chúng phóng mình vào chiếc bánh. Kristoff đã hứa với Elsa rằng anh sẽ giữ cho mọi thứ nguyên vẹn. Anh không muốn để cho cô ấy buồn. Khi hai chị em đi đến cửa để đi vào sân trong của lâu đài, Elsa quay mặt về phía Anna. "Chị xin lỗi em," cô ấy nói một cách buồn bã. "Chị chỉ muốn em có một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo." "Tất cả mọi thứ đều đang rất hoàn hảo rồi mà chị," Anna nói rồi mở cửa. "Ngạc nhiên chưa?" Kristoff hỏi. Kristoff đã xoay sở ổn thỏa mọi thứ vừa kịp lúc, đến nỗi chính cậu ấy cũng không ngờ tới. Ánh mắt của Anna rạng rỡ lên hẳn trước khung cảnh của trang trí, rồi những người bạn của mình và hàng trăm người tuyết bé nhỏ. "Tuyệt vời," cô thốt lên.
tất cả mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Rồi Kristoff trượt xuống từ chiếc sừng của Swan và quỳ xuống phía trước Anna với chiếc bánh sinh nhật. Anna cười rạng rỡ. Swan cắt chiếc bánh xinh đẹp thành từng miếng nhỏ để mọi người cùng thưởng thức. Elsa rất hài lòng vì tất cả tâm sức của cô đều không uổng phí. Nhưng cô cảm thấy cô có thể sắp bị ho tiếp. Elsa rất cần được nghỉ ngơi. Nhưng không được, cô phải làm xong một việc cuối cùng đã. Ở Arendelle có một chiếc kèn sinh nhật, nơi mà đức vua hoặc hoàng hậu sẽ thổi trong các ngày sinh nhật đặc biệt. Anna cố gắng ngăn Elsa không thổi kèn, nhưng Elsa rất quyết tâm. Khi Elsa thổi kèn, cô ấy lỡ ho và làm cho một trái banh tuyết khổng lồ bay xa xuyên qua đại dương và rơi ngay trúng Hans, làm cho anh ấy ngã gục. Cuối cùng thì Elsa đã để cho Anna đưa cô lên phòng ngủ, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ của Elsa, Anna đút cho chị gái của mình một ít súp nóng. Đây mãi mãi là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, Anna nói. Cái nào ạ? Elsa hỏi. Chị để cho em được chăm sóc chị, Anna nói. Hai chị em cùng cười lớn. Đây thật sự là sinh nhật tuyệt vời nhất của Anna. Tất cả là nhờ Elsa và những người bạn tuyệt vời của họ. Ở trên cao của ngọn núi Bắc, không lâu sau, bữa tiệc đã kết thúc. Marshmallow mở cửa lâu đài băng cho Kristoff và Swan bước vào. Olaf chạy vào trong, vây xung quanh bởi những người tuyết tí hon. Tất cả mọi người đã quyết định rằng lâu đài băng là nơi tốt nhất cho những người tuyết tí hon này sinh sống. Kristoff vừa nhìn Marshmallow vừa lắc đầu và nói: "Đừng hỏi gì hết nhé."